Quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thể sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết và 8 người bị thương. So với cùng kỳ, đều tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Các vụ tai nạn xảy ra nhiều nhất là 6 vụ trên quốc lộ 39, quốc lộ 38 thuộc địa bàn huyện Kim Động, Yên Mỹ, Văn Lâm, Tiên Lữ. Theo nhận định của cơ quan chức năng, tình hình tai nạn giao thông có chiều hướng tăng cả số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ. Về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông xảy ra, theo cơ quan chức năng nhận định đều là do chủ các phương tiện tham gia giao thông thiếu quan sát, điều khiển phương tiện còn đi sai làn đường, phân đường, phóng nhanh, vượt ẩu. Để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phương tiện chuyên chở hàng hóa, chở khách ngang sông trước mùa mưa bão, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tập trung tuyên truyền và xử lý các vi phạm về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy. Lực lượng thanh tra giao thông đã lập chốt kiểm tra xử lý các chủ xe và đơn vị doanh nghiệp chở vật liệu xây dựng quá tải trọng, xe không đăng ký kinh doanh, xe không có phù hiệu. Qua đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, lực lượng thanh tra giao thông đã lập biên bản 8 trường hợp xử phạt 450 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 5 trường hợp. Cùng với đó, lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra các bến phà chở khách qua sông nhằm đảm bảo cho người và phương tiện trong mùa mưa bão. Qua kiểm tra, đoàn đã tuyên truyền các chủ bến khách sớm bổ sung một số trang thiết bị như áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi, cọc bích, dây tời, kéo, phương tiện. Điều đáng nói là tại bến phà chở khách qua sông ở xã Đại Tập, huyện Quế Châu, bến này đã hết phép hoạt động từ lâu. Đề nghị cơ quan quản lý sớm có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại, nhất là trong mùa mưa bão. Tai nạn giao thông là điều không mong muốn có thể xảy ra với bất kỳ ai vào bất kỳ thời điểm nào khi tham gia giao thông và để lại nhiều hệ lụy nặng nề đối với xã hội. Ở nước ta hiện nay, tình hình tai nạn giao thông mặc dù đã từng bước được cải thiện, song vẫn diễn biến phức tạp với số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông ở mức cao tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Tại khu vực ngã tư thị xã Mỹ Hào trên tuyến quốc lộ 5 vào giờ cao điểm, tình trạng người tham gia giao thông hết sức lộn xộn, người rẽ ngang, người sang đường không tín hiệu. Cũng tại điểm đen trên quốc lộ 5, khu vực trước cổng trường và trung tâm y tế phường Phùng Chí Kiên, giờ tan tầm, đường đông. Tuy nhiên, các xe ô tô qua đây không hề giảm tốc độ. Học sinh và người dân thi nhau băng qua đường, khiến nơi đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Thực tế, ở điểm đen này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2019, một người phụ nữ chở theo hai con nhỏ và một người cháu đã bị xe ô tô đâm, khiến một người tử vong. Tình trạng không đội mũ bảo hiểm hoặc là sử dụng điện thoại khi mà điều khiển phương tiện thì cũng còn rất là nhiều. Sơ sơ cũng là hai vụ là chết người, còn các vụ tai nạn nhỏ thì thường xuyên xảy ra. Trên cái tuyến đường này thì học sinh đi học rất là nhiều, nguy cơ khi tham gia giao thông ấy là rất là dễ gây tai nạn. Trong 7 tháng đầu năm đã xảy ra 90 vụ tai nạn giao thông, làm chết 66 người, bị thương 57 người. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song nguyên nhân hàng đầu là do ý thức của người tham gia giao thông còn kém, công tác giám sát kiểm tra của cơ quan chức năng chưa thực sự hiệu quả, biển báo vạch kẻ đường, gờ giảm tốc lắp đặt chưa hiệu quả, dẫn đến nhiều tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ngoài tuyên truyền ra thì gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương và tuyên truyền vận động kể cả người dân nữa. Ở những cái điểm như thế, nhiều trường hợp mà người dân là buổi sáng ra đi xe đạp, đi bộ giữa cái đường, lối ra cái đường này còn quá nguy hiểm. Sau đó tối như thế, buổi sáng xe phóng nhanh. Sơn mấy cái gờ giảm tốc để cho xe lên đấy, vừa phản quang vừa giảm tốc. Chính những cái hành động của chúng ta, cái trách nhiệm của chúng ta ấy, thì sẽ cứu được rất nhiều mạng người và cũng đỡ được cho nhiều cái hoàn cảnh tai nạn, cũng đỡ tang thương. Và nó cũng giảm cái sức ép đi cho xã hội, cho nhà nước. Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, tình hình tai nạn giao thông hiện nay trên địa bàn tỉnh diễn biến khá cao. Các thành viên trong Ban An toàn giao thông cũng như cơ quan quản lý giao thông đường bộ và lực lượng thanh tra, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị quản lý cần phối hợp thảo luận, tìm ra các giải pháp về những điểm đen, điểm giao cắt, điểm tiềm ẩn dễ gây ra tai nạn giao thông để có biện pháp khắc phục. Cùng với đó, khi ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông của mỗi người được nâng lên,
trở thành thói quen, nếp sống văn hóa văn minh sẽ có phần ngăn chặn và đẩy lùi được tai nạn giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.